Màn so tài giữa Indonesia với Philippines sắp tới sẽ quyết định cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup của tuyển Việt Nam và liệu kỳ vọng của người hâm mộ Việt có thể xảy ra ở trận đấu tới. Với trận thua 0-2 trên sân nhà trước Iraq, Indonesia đang làm mọi thứ trước trận gặp Philippines để hướng tới tấm vé đi tiếp, thậm chí họ còn sẵn sàng dùng thủ đoạn để ngăn cản đối thủ tập luyện trước trận đấu. Điều này rõ ràng cho thấy phía Indonesia đang rất khát khao góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á và họ chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành điều đó bằng cách vượt qua Philippines ở màn đối đầu sắp tới. Vào lúc này ở bảng F, Indonesia đang xếp thứ hai với 7 điểm sau 5 trận trong khi đội tuyển Việt Nam của chúng ta đứng ngay sau với một điểm ít hơn. Do đó khả năng đi tiếp hay bị loại của hai đội sẽ phụ thuộc rất lớn vào kết quả của trận đấu sắp tới giữa Indonesia và Philippines. Có thể nói chiến thắng sẽ là mục tiêu tối thượng của thầy trò huấn luyện viên Sinteyong ở trận tới. Nếu thực hiện được điều này, họ sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả của cuộc đối đầu còn lại ở bảng F giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq sau đó vài giờ. Trong trường hợp thầy trò huấn luyện viên Shin Tae Jong giành 3 điểm trên sân nhà thì mọi hy vọng sẽ chính thức khép lại với tuyển Việt Nam. Còn ngược lại, nếu hòa hay thậm chí thua Philippines thì Indonesia sẽ phải chờ đợi kết quả trận đấu giữa Iraq và Việt Nam để biết mình có đi tiếp hay không. Và để tránh đêm dài lắm mộng, đội tuyển Indonesia chắc chắn đang đặt mục tiêu vượt qua đối thủ Philippines ở trận này. Với sự nhỉnh hơn về lực lượng cộng thêm lợi thế sân nhà, Garuda hoàn toàn đủ khả năng để làm được điều đó, thậm chí là thắng đậm đối thủ. So với thời điểm gặp nhau ở trận hòa với tỷ số 1-1 ở lượt đi hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Indonesia lúc này đã thay đổi rất nhiều khi nhập tịch một loạt ngôi sao mang dòng máu Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài. Điều này hứa hẹn sẽ giúp họ có được một trận đấu trên tầm so với Philippines. Mặc dù Akan lúc này cũng đang sở hữu một loạt cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu nhưng so sánh về trình độ, rõ ràng lực lượng của họ vẫn đứng dưới Indonesia trước đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ của Philippines đã bộc lộ khá nhiều hạn chế, từ kỹ thuật cho tới tư duy cũng như khả năng triển khai bóng. Tuy vậy cũng phải thừa nhận rằng Philippines đã tận dụng rất tốt các miếng phản đòn để hai lần đưa bóng vào lưới của Văn Lâm. Vì thế trước Indonesia, họ cần duy trì lối chơi phòng ngự, phản công cũng như sẽ phải thi đấu hết sức tập trung nếu không muốn nhận thêm thất bại trong trận tới. Chia sẻ sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Senfies của Philippines đã cho biết, tôi sẽ rất vui nếu cổ động viên Việt Nam ủng hộ Philippines ở trận cuối. Vì nếu chúng tôi hạ Indonesia, còn các bạn thắng Iraq, Việt Nam sẽ đi tiếp. Điều đó cho thấy Akan sẽ không bỏ cuộc cho dù vào lúc này họ đã hết mục tiêu do đã chính thức bị loại. Và nếu thi đấu chặt chẽ, Philippines hoàn toàn có thể tạo ra một kết quả bất ngờ trên sân khách. Về lực lượng, Philippines sẽ có đội hình ra sân mạnh nhất ở trận này trong khi phía đội chủ nhà Indonesia sẽ thiếu vắng thủ quân Jordi Amat sau khi cầu thủ này nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu trước Iraq. Jais có khả năng sẽ thay thế vị trí của Amat trong trận đấu này sau khi được nghỉ ngơi trong trận đấu gần đây. Với một đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch, Indonesia chắc chắn sẽ đẩy cao đội hình tấn công Philippines ngay từ đầu trận, và một khi ghi được bàn thắng, trận đấu xem như cũng sẽ sớm an bài với họ. Đội tuyển Indonesia sẽ gặp Philippines ở trận cuối cùng vòng loại 2 World Cup 2026. Họ đang đứng thứ hai ở bảng F với 7 điểm, hơn đội đứng thứ ba là Việt Nam một điểm. Indonesia sẽ cạnh tranh tấm vé cuối cùng với Việt Nam, có 3 khả năng đang chờ đón. Thứ nhất, nếu giành chiến thắng, Họ sẽ đoạt vé đi tiếp mà không cần chờ kết quả trận Iraq với Việt Nam diễn ra sau đó 4 tiếng đồng hồ. Nếu hòa Philippines, Indonesia sẽ phải trông chờ vào kết quả trận Iraq với Việt Nam. Indonesia sẽ bị loại nếu như Việt Nam thắng Iraq, còn với kết quả Việt Nam thu hoặc hòa tại Basra, Indonesia sẽ vào thẳng. Thứ ba, một khi Indonesia thua Philippines thì chỉ cần hòa Iraq, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đi tiếp. Vì yếu tố đầu tiên được tính đến nếu hai đội bằng điểm nhau là hiệu số bàn thắng bại. Hai đội đang cùng âm hai nên một khi Indonesia thua, họ sẽ kém Việt Nam về chỉ số phụ, dĩ nhiên là trong trường hợp Việt Nam không thua Iraq. Indonesia đang có phong độ cao hơn đối thủ, dù chỉ tháng 3, thua 3 trong 7 lần ra sân gần nhất nhưng Indonesia vẫn mang đến nhiều tín hiệu vui hơn Philippines, những người thua tới năm trong cùng quãng thời gian. Khi xa nhà, đội tuyển này thua tới mùng 9 trong 11 trận gần nhất, chỉ tháng 1. Nhưng tại Bung Kano, thực ra Indonesia cũng không thường xuyên được nở nụ cười thắng trận. Đúng 18 tháng qua kể từ trận hòa Việt Nam 0-0, đội tuyển xứ Vạn Đảo cũng chỉ thắng được 3 trong tổng số 9 trận sân nhà. Chính ở lần tiếp đón Philippines ở Bungkano hồi 2018, Indonesia cũng chỉ có được kết quả hòa 0-0. Dĩ nhiên bây giờ là một Indonesia hoàn toàn khác, một tập thể được nâng cấp với những ngôi sao nhập tịch, nhưng Philippines cũng đã tiến bộ. Vì vậy, vẫn có thể đặt niềm tin rằng đội tuyển của huấn luyện viên Tom Senfies sẽ giành một kết quả đáng khích lệ để rời giải với sự lạc quan, và quan trọng là nuôi hy vọng cho đội tuyển Việt Nam. Để giành được chiến thắng, Sintayong gần như sẽ tung ra sân tất cả những cầu thủ giỏi nhất của mình, bao gồm hai cầu thủ đã vắng mặt trước đó là Jayis và Kavin Verdon. Verdon dự kiến sẽ ra mắt sau khi anh hoàn tất nhập tịch Indonesia và được FIFA phê duyệt thủ tục đổi liên đoàn, trong khi đó, Jayis sẽ thay thế Jordi Amat, người phải vắng mặt vì nhận thẻ đỏ. Ngoài ra, các vị trí khác của Indonesia sẽ không thay đổi vì họ gần như đang sống nhờ dàn cầu thủ nhập tịch. Indonesia cần một chiến thắng trước đội tuyển Philippines ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á để chắc chắn vào vòng loại thứ ba. Mặc dù đã có lợi thế sau khi thắng đội tuyển Việt Nam cả hai trận, nhưng Indonesia thất bại trước Iraq và họ giờ chỉ hơn đội tuyển Việt Nam một điểm ở bảng F. Do tính chất quan trọng của trận đấu tới, Liên đoàn bóng đá Indonesia đang có những động thái khích lệ tinh thần cho các cầu thủ lẫn ban huấn luyện đội tuyển. Không gì kích thích tinh thần bằng tiền, mới đây chủ tịch combes peol sumarji của ủy ban các đội tuyển quốc gia indonesia đã tiết lộ một khoản tiền lớn đang chờ thay cho huấn luyện viên shinte mặc dù vậy trong cuộc phỏng vấn cho tờ bóng đá bọ lá ông sumarji cho biết mình chưa thể công bố số tiền cụ thể mọi thứ đã được sắp xếp và nếu đội tuyển lọt vào vòng loại thứ ba chúng tôi sẽ trao thưởng cho đội tuyển quốc gia đây là tiền được chủ tịch eric Thohir chi ra để khích lệ cho các cầu thủ nhưng tôi chưa thể nói cụ thể về con số ông cho hay quyền tự quyết vẫn ở trong tay nhưng trận thua Iraq khiến cầu thủ Indonesia nhận chỉ trích từ một bộ phận cổ động viên trong nước. Chủ tịch Sumanji cho biết đây không phải là lúc người hâm mộ cần nhàn đội nhà vì thất bại trước một đối thủ mạnh hơn. Chúng tôi đang có điều kiện tốt để vào vòng sau và đủ sức giành được thắng lợi trước Philippines. Tôi nghĩ đây không phải lúc người hâm mộ phân tích những lỗi lầm. Các cầu thủ đang cần sự ủng hộ của các bạn hơn lúc nào hết để vượt qua chướng ngại cuối này, ông Sumanji bình luận. Mặc dù chỉ việc thắng trận đấu của mình là đủ, Đội tuyển Indonesia vẫn không làm dư luận trong nước yên tâm, truyền thông nước này vẫn dõi theo diễn biến trận Iraq Việt Nam và thậm chí báo chí của Indonesia còn lo ngại khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng bởi Iraq không còn động lực thi đấu. Nếu huấn luyện Jesus Casas không đưa những cầu thủ tốt nhất của Iraq vào sân, đội tuyển Việt Nam có khả năng sẽ giành điểm và cản trở cơ hội vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia. Bài viết của trên CNN Indonesia bình luận.